Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đến với channel của mình là Lập Số Thiết Kế đây. Hôm nay Lập sẽ chơi tiếp Minecraft sinh tồn phiên bản 1.14 nha các bạn. Trong ngày hôm nay thì mình sẽ đi mine nha. Tại vì mình cũng khá là cạn kiệt cái nguồn khoáng sản rồi các bạn ơi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm một cái hang rồi đi mine ở bên khu nhà cũ nha. Tại vì cái khu nhà mới của mình ấy ở bên khu rừng ấy các bạn thì khá là ít mấy cái hang ấy. Đó, với lại cái hang thì nó không được sâu các bạn ơi. Cho nên mình sẽ quay lại cái khu nhà cũ của mình để mình tìm một cái hang mới ấy rồi chúng ta cùng đào nha. Rồi ok, chờ đầu tiên thì chúng ta cần tìm một cái hang cái đã. Để mình xem coi. Wow, ở đây có cái hang hay gì này. Và không, cái hồ. Rồi, giờ mình sẽ đi qua hướng này nha. Tại vì mình thấy hướng này cũng khá là gần mấy cái đồng bằng các bạn. Đấy, thông thường thì ở đồng bằng thì nó sẽ có nhiều hang hơn ấy. Cái này không phải cái hang. Wow, ở đây có bé heo này. Rồi, giờ mình qua đây coi. Ở đây có cái hang thì phải. Ok, giờ đi vào luôn các bạn. Đó, ở đây là cái hạt sỏi này. Đó, khi mình đập cái này nó sẽ rơi xuống nha các bạn. Cái này hang cụm rồi. Ok, giờ qua đây thôi. Mình phải cần tìm một cái hang sâu sâu tí các bạn ơi. Tại vì hang sâu ấy thì mình có thể dễ dàng đào xuống dưới rồi. Chúng ta có thể tìm được nhiều khoáng sản hơn ấy. Chứ cao quá thì nó sẽ kiểu như không có nhiều khoáng sản đâu. Wow. Mà cái này cũng không phải cái hang nữa. Tính ra cũng khó khăn nhờ. Để mình qua đây coi. Bên đây lại thông với bên kia các bạn ơi. À đây có này. Wow, được đấy, được đấy. Có hang rồi, có hang rồi. Ok, giờ chúng ta sẽ cùng nhau đào thôi nha. Và hôm nay thì mình dự định sẽ làm một cái thử thách cho bản thân. Đó chính là một ngày trong Minecraft đi mai sẽ tìm được bao nhiêu khoáng sản ấy các bạn. Tại trước giờ thì mình đi mai tầm xíu là mình lên à. Mình không có đi nhiều ấy các bạn. Đó, thành ra hôm nay mình sẽ thử coi nguyên ngày hôm nay thì mình sẽ đi mai để xem được tìm được bao nhiêu khoáng sản nha. Rồi, đầu tiên thì mình sẽ bay qua đây cái đã. Hãy đào không sót cái nào luôn nha bạn. Thì bây giờ mình khá là cần sắt ấy. Tại vì sắp tới mình làm mấy cái hệ thống mà cần hopper các bạn ơi. Đấy, thì cần rất là nhiều sắt luôn. Đấy, thành ra bây giờ mình phải cần đi mai để chuẩn bị thêm ít sắt các bạn. Rồi, giờ chúng ta sẽ đào đi lên nào. Đấy, mình có đem theo cái cúp gia tài 3 các bạn ơi. Để mình đào được nhiều kim cương hơn ấy. Tại vì có kim cương mà mình dùng cái cúp thường thì sẽ đào được ít kim cương lắm các bạn à. Tại vì một lần chỉ ra được có một viên thôi ấy. À, ok, giờ qua anh đây thôi. Wow, bên đây là hang cùng rồi. Nói chung là ở trong hang các bạn à, nhiều cái hang cùng lắm. Đấy, mình chỉ thích mấy cái hang nào kiểu như dẫn sâu tiết ở dưới xuống chỗ mà có lava luôn ấy. Đó, dưới thì mình sẽ dễ dàng đào hơn các bạn ơi. Rồi, hoặc là tìm được khu mỏ cũng khá là tốt ấy. Tại vì ở gần khu mỏ thì chúng ta có thể tìm được mấy cái xe mỏ ấy, các bạn. Trong xe mỏ thì chúng ta có thể tìm được rất nhiều đồ quý hiếm như là cái táo vàng enchant này. Rồi kim cương này, rồi thẻ tên các kiểu nữa các bạn ơi. Đấy, hoặc là mấy cái hạt giống như là hạt bí ngô, rồi hạt dưa hấu ấy. Đấy. Rồi, giờ mình sẽ qua đây coi. Ở đây cũng có khá là nhiều than. Sắp tới khi mà mình cần ấy thì mình sẽ dành một khoảng thời gian đi đào than các bạn à. Tại vì nung nấu mà không có than ấy thì khá là khó luôn. Tại vì dùng gỗ các bạn cũng có thể nấu nhưng mà nó kiểu như hơi tốn ấy, với lại nó nấu không được lâu. Đấy, thành ra chỉ có cách là đào than thôi các bạn ơi. Hoặc là các bạn có thể dùng gỗ ấy và nấu lên. Đấy, rồi chúng ta có thể làm được cái than đá này. Đó, nấu sẽ lâu hơn rất là nhiều luôn. Rồi, giờ mình sẽ đào hết chỗ sắt này luôn này. Wow, nãy giờ gần một stack rồi đó các bạn. Đấy, mấy cái hang này khá là sâu cho nên mình cũng khá thích đấy. Rồi. Cái này lại xong với bên kia. Để mình qua đây coi. Ở đây còn đường nè các bạn. Đó, qua đây này. Bên kia là một cái hang mới nữa. Wow. Nó vòng bên đây thôi các bạn. Các bạn đi mai ấy thì nhớ để ở phía trên nha. Tại vì nhiều khi nó lại spawn mấy cái khoáng sản phía trên đấy các bạn. Đấy, như vậy này. Nếu mình không để ý phía trên thì mình sẽ bỏ sót ấy. Rồi, giờ mình sẽ đào cái này ra. Phiên bản mới này nói chung thì khoáng sản được spawn khá là nhiều các bạn à. Đấy, một quặng có nó như vậy thì rất là nhiều cái khói luôn. Rồi, giờ ăn vô cái đã. Wow, mình còn có 4 bánh mì thôi. Đấy, ăn vô đi. Mình có đem thêm một ít cái khoai tây bỏ lò các bạn ơi. Cho nên không cần phải lo về vấn đề thiếu thức ăn đâu. Đấy, lần này mình sẽ chuẩn bị nhiều thức ăn tí. Chứ mấy đợt trước mình đi mai ấy, mình không để ý mình đem ít thức ăn quá à. Một hồi cái đói ấy thì lại không có thức ăn thì phải quay lên nữa các bạn ơi. Đấy, các bạn thấy chưa? Rất là nhiều khoáng sản luôn này. Đấy, tha hồ mà đào luôn các bạn ơi. Rồi, giờ chúng ta sẽ lấy hết chỗ này. Chỗ bên đây. Đó, cũng như là chỗ bên đây. Đấy. Wow. Hang cùng à.
mới điên xíu là hang cùng rồi, mà không sao, ít nhất cũng cho mình khá khá cái quan sát rồi các bạn ơi. Và nãy giờ mình đi ấy, thì mình chưa gặp được cái quặng vàng nữa hết nha. Vàng cũng khá cần thiết nhưng mà sao nãy giờ mình thấy ít gặp quá các bạn ơi. Để mình coi coi, để mình quay qua đây lại, biết đâu lại gặp các bạn. Giờ đường nào để quay trở về ta. Tìm được khu mỏ các bạn ơi. Wow, nhưng mà mình nghe tiếng con zombie đó nha. Tại vì trong khu mỏ các bạn khá là tối ấy, cho nên nó spawn rất là nhiều quái luôn. Các bạn mà không có giáp hay là chưa có cái kiếm này thì vô đây chắc đánh không lại bọn chúng đâu, bọn chúng mạnh lắm. Rồi giờ mình sẽ đi xuống dưới lấy cái quặng sắt trước các bạn ơi. Ủa đâu ta? Ở đây khá tối. Thôi mình đã đi khám phá phía trên chứ các bạn ơi, đi khám phá từ từ xuống ngay. Nếu không thôi mình sẽ bỏ sót nữa. Rồi giờ tạm thời đi qua trái trước nha. Ở đây thì mình sẽ lấy cây đuốc ra bên tay trái để cắm cho nó dễ các bạn. Đấy, đào sắt này. Hy vọng cái hầm mỏ này nó sẽ bự nha bạn. Thì mấy hầm mỏ bự ấy thì mình có thể dễ dàng tìm được mấy cái xe mỏ hơn ấy, chứ nó nhỏ quá thì khó tìm lắm các bạn ơi. Có nấm này. Ok, lấy luôn. Nấm thì có thể làm được cái sắp nấm ấy các bạn. Nếu có thể thì tí nữa mình về mình sẽ làm một vài bát sắp nấm đi, và bỏ thêm hoa ấy để thành cái súp bất ngờ các bạn ơi. Đó, ăn cái súp đó vào chúng ta sẽ được rất là nhiều hiệu ứng luôn. Đấy, trong đó có hiệu ứng độc nữa. Hôm bữa mình ăn một lần rồi say sẩm một ngày hết các bạn ơi. Đấy, choáng váng luôn, rất là nguy hiểm ấy. Ở đây này, tại vì kiểu như cái súp đó ra ngẫu nhiên mấy cái hướng thôi các bạn à, mình không có biết trước được ấy. Đấy, thành ra hên xui thôi. Rồi thì mình sẽ qua bên đây nhá. Ở đây đi xuống này. Đó, mình sẽ đi xuống từ từ như vậy thì sẽ không bỏ sót nha bạn. Đấy, giờ gạt đào cái sổ sắt này ra cái đã. Nhưng mà mình nghe tiếng nước chảy các bạn ơi. Vậy là ở xung quanh đây là có một cái hang nữa ấy. Tại vì có nước chảy là nghĩa là có cái hang ở cạnh bên đấy các bạn ơi. Để mình nghe coi. Ok, giờ đi tiếp các bạn. Một tí mình cũng gặp mà. Tại vì cái mấy cái hầm mỏ này các bạn, nó liên kết mấy cái với mấy cái hang ấy. Đấy, thành ra xíu nữa mình cũng gặp thôi. Rồi, giờ mình sẽ quay qua đây cái đã. Ở phía trên còn kìa. Này là đi xuống. Để mình thử đi lên trên coi xem sao nha bạn. Mình sẽ đặt là lắp đi lên. Ở phía trên còn nè, thấy không? Đấy, giờ mình sẽ đi hướng nào nhờ. Về hướng này đi, ở đây có sắt bạn. Đấy, cầm đồ sơ. Ui, giật mình. Ui, con skeleton màu trùng với màu đá các bạn ơi. Oh my gosh. Làm giật hết cái mình ạ. Rồi giờ đi tiếp thôi. Mấy bạn nào mà kiểu như cần cái chỉ hay là tơ nhện ấy thì có thể xuống cái khu mỏ ấy. Ở đây có rất là nhiều cái tơ nhện luôn này, tha hồ mà đem về trang trí cũng như là lấy đó để làm chỉ các bạn. Đấy, khá là tiện luôn. Bây giờ mình sẽ qua đây. Và có sắt này. Nhưng mà vẫn chưa gặp vàng các bạn ơi. Nãy giờ mình đào toàn là sắt à. Than mình cũng chưa đào nữa, mình chủ yếu mình đào sắt thôi. Nhưng mà mình muốn có vàng thêm ấy, tại vì vàng mình cần vàng để làm redstone này, mấy cái đồ mà liên quan tới vàng như là táo vàng nè các bạn. Nó cũng rất cần thiết luôn. Nhưng mà nãy giờ chưa gặp vàng, tiếc nhờ. Thấy không, ở đây có một chỗ nước nè các bạn. Hàng gì. Ui, hai skeleton luôn. Ui ghê quá. Ghê, ui, ba con luôn. Ui đông thế. Ui. Đó, bọn chúng tự bắn nhau nè các bạn. Tên này đứng ở đây hả? Cái kiếm của mình có dòng đánh bắt lùi các bạn ơi. Ấy cho nên mình cũng khá là dễ dàng bảo vệ mình luôn. Tại vì không có kiếm bắt lùi ấy thì bọn chúng sẽ áp sát được mình. Đó, rất là nguy hiểm luôn các bạn ơi. Ok, giờ mình sẽ xem cho trong cái xe mỏ này có gì nha. Kim cương. Ui, được đánh mình lùi. Mà thôi kệ các bạn. Ít nhất cũng có được cuốn sách anh chan rồi. Mình có bật lùi 2 các bạn ơi. Vậy là không biết có bật lùi 3 không nhờ. Các bạn nào biết có bật lùi 3 không thì đừng quên comment phía dưới nha. Để có gì mình về mình ép vô cây kiếm mình luôn các bạn ơi. Tại vì mình có cây kiếm bật lùi 2 này. Đấy, nếu được thì mình sẽ nâng cấp lên dòng bật lùi 3 luôn ấy. Wow, có dòng bật lùi 3 chắc mình đánh nó một cái chắc nó bay he, tiếp ra xa luôn quá. Rồi, mình sẽ lấy hết chỗ sắt này nha. Wow, ở đây khá là nhiều nè các bạn ơi. Ở đây này. Ở dưới còn nữa. Ở đây là tầng mấy nha. Ở đây tầng 29 rồi các bạn ơi. Được. Một tí nữa mình sẽ đào kiếm chỗ nào ấy, sau rồi mình đào xuống xíu nữa rồi để xuống tầng 13 các bạn ơi. Tầng 13, 12 vậy. Để mình tìm kim cương cho nó dễ các bạn. Đấy, cũng như ở đây xuống nữa này. Wow, vẫn sâu tít dưới kìa. Có vàng luôn.
Được 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 được. Nãy giờ mình sẽ xuống mình lấy vàng trước nha. À, nãy giờ mới có được có mấy quặng vàng thôi các bạn ơi, được 4 quặng rồi. Ở đây hết đường rồi. Giờ đi lên thôi. Nãy giờ sau qua đây để lấy ít sắt nha. Wow, ở đây là một cái hang mới nè các bạn. Nhưng mà phải đánh dấu đường để quay về nữa. Một hồi mình còn quay lại khu mỏ các bạn để mình đào tiếp ấy. Chứ đào trong hang thì không bằng đào trong khu mỏ đâu. Đó, ở trên là cái khu mỏ nữa này. Wow. Ở dưới con đường này. Được. Để mình xem coi. Ở đây là tầng thứ 27 các bạn ơi. Wow, cũng khá là gần tầng 13 rồi. Mình đi một xíu nữa thì sẽ có đường xuống dưới thôi đúng không? Đấy, mình sẽ đi xíu nữa thôi. Lại đường dẫn đi lên trên này. Để mình xem coi ở đây có đường nào đi xuống nữa không nha. Ở đây là đường vào lại khu mỏ các bạn, được đấy. Và bên đây thì sao? Chính ra mấy cái hang này nó hơi lòng ngoằng xíu các bạn ơi. Đi một hồi là coi chừng bị lạc ấy. Đấy. Ui. Skeleton à. Skeleton. Skeleton này. Ui nhiều thế nhiều thế. Chưa. Mình ăn dưới đã. Để cho nó hồi máu các bạn ơi. Rồi. Quýnh người này nó. Mình đánh phát nó bật lùi ra rất là xa luôn các bạn. Đấy. Cho nên không cần phải lo việc mấy con skeleton áp sát ấy. Ây da. Ôi, có cái dòng đánh bắt lùi này thì mình sẽ không còn sợ Creeper nữa các bạn ơi. Đấy, Creeper là cái con quái mà mình sợ nhất luôn ấy. Tại vì mình không biết đánh thì nó sẽ áp sát lại mình rồi nó nổ ấy. Rất là nguy hiểm luôn. Giáp sắt thì có thể nổ chết luôn các bạn à. Ôi, này. Ui, zombie cầm kiếm. Cầm kiếm hả? Này thì cầm kiếm này. Rồi, giờ qua đây coi. Ở đây là tầng thứ mấy ta? Tầng 25 rồi các bạn. Đấy. Ui, cái hang này rất là rộng luôn nè các bạn ơi. Wow, hang rộng quá luôn. Quá là rộng luôn các bạn. Đấy. Ở đây có lava này. Lava nhưng mà hết đường đi rồi. Nó lại dẫn đi lên trên các bạn ơi. Thôi kệ đi bỏ đi. Không đi hướng lên trên đâu. Mình chỉ cần đi sâu sâu xuống dưới thôi. Đi lên trên thì chắc chắn sẽ không có kim cương các bạn ơi. Tại vì ở tầng cao thì nó sẽ không có ai. Chỉ có ở mấy tầng thấp thôi. Đấy. Giờ mình sẽ đi qua đây nha. Để mình qua đây coi. Tí mình sẽ thử đi lên đó các bạn. Cái gì đó có cái chỗ phát sáng kìa. Đấy, wow, ở đây có nấm nữa. Sẽ lấy đuốc ra để cắm nha. Đây, các bạn để ý không? Cây nấm nó có phát sáng các bạn ơi. Đấy, phát sáng một xíu kìa thấy không? Đó, ở dưới cái chân cái cây nấm đấy, nó có ánh sáng đây. Mình khá thắc mắc tại sao nấm mà lại phát sáng nha. Mình cũng không hiểu luôn ấy. Ok, tạm thời mình lấy luôn đi. Đấy, nấm free mà các bạn. Đấy, đem về làm sắp các kiểu luôn. Rồi, giờ mình sẽ qua đây. Vàng. Đấy, được. Rồi. Wow, Luli Redstone luôn. Được đấy. Vàng nữa kìa. Rồi, giờ mình sẽ đào mấy cái Luli Redstone trước nha các bạn. Hai thứ đó cũng khá là cần ấy. Nhất là Redstone. Đợt trước thì mình gặp Redstone rất là nhiều luôn. Nhưng mà mình không có chịu đào ấy. Tới hồi mà làm cái chỗ mà bật tắt tự động của cái chỗ farm Skeleton ấy. Thì mình lại cần chứ. Đấy. Trời. Ui nguy hiểm quá. Giờ mình sẽ đổ nước ra trước các bạn ơi. Để nhiều khi mình đào ấy. Nó lại rơi xuống dưới lava thì khổ ấy. Vậy nó sẽ an toàn hơn rất là nhiều luôn. Rồi. Mình sẽ đào cái này. Dạ. Rồi. Đấy. Kêu các bạn đi mai ấy. Thì nhớ là đem theo một số nước giúp mình nha. Tại vì nó sẽ giúp bạn rất là nhiều luôn. Nhất là khi gặp lava ấy. Rồi. Đào redstone ra. Đây. Ở đây. Có vàng kìa. Giờ mình sẽ quăng bển để lấy vàng luôn nha. Nhưng mà không có kim cương nha. Thôi kệ đi. Ít nhất cũng có vàng dưới redstone này. Đấy. Giờ mình sẽ đào qua bên đây. Lấy này ra đào. Đấy. Mình vẫn còn nghe tiếng lava chảy rất là gần luôn các bạn ơi. Vậy là ở phía dưới vẫn còn ấy. Để mình qua đây coi. Đấy. Đấy, nguy hiểm đi gần lava cũng rất là nguy hiểm các bạn. Tại vì độ sắt mà rất là yếu luôn. Bị đốt một phát là coi chừng bị chết luôn ấy. Đấy, thành ra mình phải rất là cẩn thận khi mà đi gần mấy cái chỗ lava ấy các bạn. Giờ mình sẽ lấy sắt ở bên đây nha. Đó, rất là nhiều luôn. Đấy, một lần nó spawn tầm 4 đến 6 cái quặng sắt như vậy nè các bạn. Đấy, đào rất là thích luôn. Đó. Wow, ở đây có nữa này. Liên tục luôn các bạn ơi. Đó. Rồi. Nhiều thế nha. Nãy giờ mình đào cũng tầm mình được 2 stack mấy rồi các bạn ơi. 3 stack mấy luôn rồi. Wow, rất là nhiều luôn các bạn. Đấy, sắp tới thì mình sẽ có thể làm được mấy cái chỗ hopper rồi. Đấy, tại vì một lần làm mấy hệ thống hopper các bạn cần rất là nhiều sắt luôn. Đấy, thành ra bây giờ mình phải chuẩn bị ấy.
Với lại mình muốn tìm thêm kim cương các bạn à. Ở dưới có đường đi xuống, giờ mình sẽ chặn chỗ này lại, cũng như là ở đây, và mình đào mấy cái lưu ly ra nha. Đấy, mình chưa có sửa cái cấp mềm mại đấy các bạn ơi. Đào như vậy thì nó sẽ hơi choáng chỗ một xíu ấy, nhưng mà không sao đâu. Một tí có gì mình nén lại sao các bạn à. Rồi, anh ơi, đừng, yeah. Mình sợ Ripper lắm con ơi, tại vì mình không biết đánh ấy, thì Ripper sẽ áp sát lại gần ấy, rồi nổ một phát là thôi, đi về luôn đấy các bạn ơi, không đùa được với ảnh đâu. Đó, thành ra các bạn lưu ý nha, gặp Ripper không biết đánh thì tốt nhất là chạy đi, đấy, nếu không nó nổ ấy. Rồi, yeah, cuối cùng cũng tìm được kim cương rồi các bạn ơi. Đấy, để mình xem coi được bao nhiêu quặng nha. Yeah, nãy giờ thì cũng có thành quả rồi. Được 4 quặng. Được ấy. Rồi. Yeah, được 4 quặng kim cương luôn. Rồi, giờ mình sẽ dùng cây cấp gia tài 3 của mình nha. Đấy, dùng cây cấp gia tài 3 này này để đào ra nha bạn. Không biết với 4 quặng kim cương này thì mình có thể đào được bao nhiêu viên kim cương nha. Ok, các bạn đừng quên comment ở phía dưới làm mình có thể đào được bao nhiêu viên kim cương trong lần đào này nha. Ok, giờ mình sẽ đào nha. 1 2 3 một lần. Ok, giờ mình sẽ cắt vô để cho nó bí mật xíu nha bạn. Đấy. Rồi. Rồi, các bạn đã comment xem chưa? Bây giờ mình sẽ công bố nha. 1 2 3 What? Gia tài 3. 4 quặng kim cương, được 5 viên kim cương. No, nó chỉ thêm được một viên kim cương thôi các bạn ơi, lần này không được được may mắn cho lắm ấy. Tại vì mình chỉ nhân quặng kim cương lên được một lần thôi. Và lần đó thì thêm được có một viên rồi các bạn à. Buồn hết nhờ. Mà thôi kệ đi các bạn ơi, ít nhất mình cũng có kim cương trong lần đào này rồi. Rồi, kệ đi. Ok, cố lên, hy vọng mà lần sau thì mình sẽ đào được nhiều hơn nha các bạn. Mình thấy cái cúp gia tài 3 này đào cũng không ngon cho lắm nha. Chỉ mình đào ra chỉ thêm được có một viên nha các bạn. Ok đi, giờ mình sẽ qua đây coi. Ở bên kia có lava nữa kìa. Đấy. Mà quên bật tọa độ cho bạn nào mà cần kim cương nữa. Ok, giờ mình sẽ quay lại chỗ kia, cũng như là quay lại chỗ lava hồi nãy các bạn. Ở đây mình có chỗ thấy cái chỗ lava mới này. Giờ mình sẽ ăn vô cái đã. Đấy, để bạn nào cần thì có thể đi lại tọa độ này để đào kim cương nhá. Nãy mình đào chỗ nào ta? Như bên đây đúng không? À đúng rồi này. Bên đây này, đó, tọa độ nha các bạn. Rồi. Giờ mình sẽ tiếp tục nha. Để mình qua đây coi. Bên đây có đường này. Đấy, đi cẩn thận nha. Đụng vô lava là mất máu rất là nhiều luôn nha các bạn. Đấy, giờ mình sẽ qua bên đây này. Lấy cái đuốc ra, cắm xuống. Ở đây là một cái hồ lava mới. Vậy giờ mình sẽ chặn nước ở đây. Chặn lava ở đây. Rồi ăn vô một cái. Rồi sau đó đi thì qua bên kia các bạn. Mình hy vọng là ở mấy cái hồ lava này sẽ có kim cương nha. Ở bên kia còn đường nữa kìa. Đấy, được đấy. Rồi, giờ mình sẽ lấy cái xô nước rồi đổ ra ngoài. Đó, như vậy thì mình có thể đi ngang cái hồ lava rất là dễ dàng luôn các bạn ơi. Rồi, giờ mình sẽ lấy sắt ở trên. Đấy. Cũng như là bắt đầu đi xuống khám phá cái hồ lava này nha. Đó, hồ lava này cũng khá là rộng đó các bạn. Rồi, giờ mình sẽ qua đây xíu nha. Để xem coi có kim cương không cái đã. Hay là mình thử đào gần mấy cái hồ này xem các bạn. Biết đâu lại có kim cương ấy. Có redstone này. Wow, hấp dẫn. Lấy redstone luôn. Đấy, mình vẫn còn nghe tiếng lava. Lava bọc ở kế bên các bạn ơi. Đấy, nó kêu ấy. Thành ra mình sẽ đi khám phá xung quanh thôi. Đấy. Mình hy vọng ở gần đây sẽ có kim cương ấy. Ở đây là tầng mấy nha? Ở đây tầng 11 luôn. Đấy, rất là thích hợp để mình đào để tìm kim cương các bạn ơi. Rồi, mình sẽ đào xích vô trong xíu. Đào qua đây, lấy cái xẻng ra để phá mấy cái đất các bạn ơi. Rồi. Wow, cái hồ được cũng khá rộng này. Để mình xem coi. Đào xích vô trong xíu các bạn ơi. Đấy. Để mình xem coi. Hình như nó dẫn tới cái hồ khác hay sao các bạn ơi. Mình sẽ lấy cái sắt này cái đã. Đổ như nước ra như vậy. Đấy, đào ra thôi. Đó. Rồi. Ở đây còn này. Đấy, lấy luôn. Đó. Ở dưới còn nữa. Rất là nhiều luôn các bạn ơi. Rồi, giờ mình sẽ lấy cái này lại. Giờ đi qua tiếp qua bên đây nha. Wow, cái hồ này rộng luôn ấy. Đào nãy giờ mà vẫn chưa tới cái hang khác nữa này. Có vẻ là hết rồi các bạn ơi.
Ok đi, bỏ cái hang, bỏ cái hồ lava này đi các bạn ơi. Không có kim cương rồi. Ui trời trời. Ui, cẩn thận mới được. Tại vì giờ đang dùng giáp sắt các bạn ơi. Đấy, cho nên bắt cổng một xíu là mình có thể chết đây. Đó. Rồi, đào này ra. Wow, nhiều sắt ghê luôn. Rồi, giờ mình sẽ đi qua bên đây nha. Cắm đuốc ở đây để cho nó sáng nào. Ui, ở trên. Ở trên là lava kìa các bạn. Đó, nó nhiễu xuống này. Đấy. Ui, may quá, may quá. Hồi nãy mình mới chặn lại các bạn. Nếu không là pha đó thì chắc tồi mắt. Ui, trời trời. Ui, trời 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 trời. Ui. Ui, bất cẩn quá. Ui, 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 ui. Ui. Anh scripper hù mình nữa chứ. Ui. Anh không biết anh đâu mà anh té xuống ngay cái chỗ lava. May mà lava cứu mình ấy. Ui, không thôi, pha đốt scripper nổ mình chắc mình sẽ bay vô cái hồ lava luôn quá. Ui, nguy hiểm quá các bạn ơi. Đấy, đi mai cũng khá là nguy hiểm nha bạn. Không biết khi nào mà bị mấy scripper tấn công ấy. Ui, dù ui. Skeleton cầm nỏ anh chan luôn. Wow. Cầm nỏ anh chan. Cầm nỏ anh chan hả? Quánh ngươi luôn. Này thì cầm nỏ anh chan này. Rồi. Ủa, ở đây có sắt nữa. Đấy, đào luôn. Rồi, vào đây coi. Ủa, ở đây lại còn thêm sắt nữa này. Wow, quá là nhiều sắt luôn các bạn ơi. Kệ đi, giờ có cứ đào thôi các bạn. Đấy, cũng như là lấy sắt ở bên đây. Đó. Mình full slot rồi này. Ồ, chắc mình sẽ vứt xương dưới cây cung đi các bạn ơi. Tại ở nhà mình có cái spawner của skeleton ấy. Và mình cũng đã làm cái chỗ farm rồi. Cho nên mấy cái này mình có thể dễ dàng lấy được ở chỗ farm ấy. Đấy, cho nên mấy cái đó mình sẽ vứt nha. Vứt mũi tên này, xương này vứt đi. Cũng như là mình sẽ ném mấy cái quặng lại các bạn ơi. Khi đi mai ấy các bạn mà sợ choáng chỗ thì có thể ném mấy cái quặng lại nha. Ném lại như vậy này. Mình sẽ làm một cái bàn chế tạo. Rồi cứ ráp thành mấy cái khói thôi. Đó. Ở đây là cái khói luli này. Rồi, tiếp tục tiếp tục. Để mình tìm cái hang khác mà được các bạn. Tìm chỗ nào mà mình chưa cắm đuốc đây. Đây đây đây, chỗ này chưa mình chưa đào sắt này. Lấy cái cấp ra. Rồi. Đấy. Sắt mình có khá nhiều nhưng mà vàng thì hơi ít các bạn ơi. Nãy giờ chưa mới có 18 quặng à. Phải mình tìm được một sắt thì đỡ biết mấy nha các bạn. Vì một sắt ấy thì mình làm được rất là nhiều món đồ luôn. Đấy, nào là mấy cái đường ray này cũng như là được vài trái táo vàng các bạn. Đấy, để chuẩn bị sắp tới có gì mình còn đánh rồng Ender nữa. Qua đây coi. Và nói đến việc đánh rồng ấy thì bây giờ ấy, mình chưa tìm được cái con mắt Ender nữa các bạn ơi. Sắp tới chắc mình sẽ đi ra sa mạc thật là nhiều ấy. Tại vì theo như mình biết thì ở sa mạc sẽ nhiều khả năng gặp được mấy con Enderman đấy các bạn ơi. Đấy, thành ra mình sẽ cố gắng ra đó được cũng như là farm một ít cái ngọc Ender ấy để chuẩn bị sắp tới mình có gì còn đánh rồng nữa. Rồi. Mình sẽ đào ở bên đây. Đấy, cũng như là mấy cái quặng vàng này. Đấy, quặng vàng khá là hiếm luôn các bạn ơi. Một lần chỉ có được một hai quặng à. Ồ, giờ mình sẽ xuống cái hồ này thử nha. Uầy, cái hồ này cũng khá rộng đấy các bạn. Để mình nhìn bên đó coi. Không có kim cương. Tiếc nhờ. Cái hồ như vậy mà không có kim cương hết các bạn. Ui. Anh zombie ơi, tha anh ơi. Giờ mình cho anh đánh nha, cho anh xuống lava nha bạn. Xuống lava nè. Cho anh lội dưới lava luôn các bạn ơi. Rồi. Giờ mình sẽ qua đây mình lấy cái luli ra. Xem nếu mình bỏ sót nè các bạn. Đấy, luli ở trên đó kìa. Giờ mình sẽ lấy cây cúp mình ra. Và đặt cái luli này luôn các bạn ơi. Cũng như là đặt ra đây ấy. Đấy. Giờ mà có anh skeleton nào bắn mình gớt xuống lava là chịu luôn ấy. Ui. Ui. trượt chân. Ui, may mà có cái xô nước ấy. Rồi, mình sẽ đào này ra. Đấy, được đấy. Rồi, sẽ qua đây để lấy một ít cái redstone nha. Đấy, đây còn ít redstone nè, các bạn lấy luôn đi. Đó, đào ra. Ui, tại vì cái cúp kim cương của mình chưa có dòng hiệu sức các bạn ơi. Đào khá là chậm này. Sắp tới nếu mình có cuốn sách hiệu sức ấy, mình sẽ ép vô cái cúp gia tài của mình luôn. Để cho nó đào được nhanh xíu các bạn ơi. Chứ đào như vậy thì hơi lâu ấy. Rồi, mình sẽ đào chỗ này ra. Đó. Để mình tìm đường quay về chỗ cũ các bạn ơi. Nãy giờ đi bị lạc luôn rồi. Ok, giờ mình sẽ tìm đường quay lại chỗ cái khu mỏ bảo quan nha. Ok, cảm ơn mình đã trở về nhà rồi đây. Đấy, nãy giờ mình đi mai cũng tầm được một ngày trong Minecraft đó các bạn ơi. Và số khoáng sản mình tìm được đó chính là 1, 2, 3, 4. Đấy, gần 4 stack cái quặng sắt các bạn ơi. Cũng như là 20 quặng vàng này, 5 viên kim cương.
và một ít lưu ly cũng như là redstone nha các bạn. Ngoài ra mình còn tìm thêm được táo vàng cũng như là cuốn sách đánh mặt lụi 2 ấy. Rồi, giờ mình sẽ gom mấy thứ này lại và vào nhà ấy để xem coi mình có đủ đồ để chế tạo cái bát súp bất ngờ không nha. Bát súp bất ngờ thì mình cần cái trước tiên là cái bát trước đã. Đấy, mình sẽ cắt mấy cái đá này vô trước đi, cuốn sách này bỏ vào đây này. Ở đây mình cũng có khá là nhiều sách từ mấy tập đầu các bạn ơi. Lòng trung thành này, quét cảnh này, nạp nhanh. Cái này được này. Có bạn kêu mình về nhà cũ để lấy cuốn sách nạp nhanh mà mình có ra mình chưa về kịp các bạn ơi. Đấy, mình có cuốn sách nạp nhanh này, sắp tới mình sẽ ép vào cây nỏ của mình nhá. Rồi, ở đây mình có một bát súp đáng ngờ luôn này. Đấy, được cái bát súp đáng ngờ này. Đó, lấy cái bát súp đáng ngờ luôn. Rồi, bây giờ tiếp theo chắc mình sẽ chạy loanh quanh xíu các bạn ơi để cho mình đói đi ấy, thì mình mới ăn được các bạn à. Rồi, ngủ xong rồi không? Chúng ta sẽ ra ngoài này. Đấy. Rồi, chuẩn bị nhá. Ăn vô, nhầm nhầm nhầm. Ui, mình cắt này ra đã. Nếu không ăn ảnh ăn nhầm cái khoai tây các bạn ơi. Ăn vô, nhầm 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 nhầm. Uầy. Ui. Mù quáng. Ui. Uầy, mấy cái bát súp này nguy hiểm lắm các bạn ơi. Kiểu như nó ra hiệu ứng ngẫu nhiên ấy. Ui, mình không biết trước. Ui, súp đáng ngờ thật ấy. Giờ mình sẽ chạy xíu nữa đi để cho nó mất thức ăn các bạn, hoặc là đứng đây này. Đấy, để cho mất máu đi. Rồi mình sẽ ăn thêm một bát súp nữa coi được hiệu ứng gì nhá. Đấy, mất máu kìa, để cho nó hồi nhá. Rồi, uầy, đứng ở trên đó cũng mau hư giáp lắm không ơi. Đấy, đứng xíu mà hư gần hư cái nón này. Ngoài ra mình cũng có thể chạy nhảy để cho mau hết thanh thức ăn ấy. Đó, đây đây, giờ mình sẽ ăn thêm một bát nữa nha. Nhầm 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 nhầm. Được tốc độ nữa các bạn. Được bát súp tốc độ luôn. Được có vài giây thôi các bạn ơi, mấy cái hiệu ứng này chỉ có vài giây thôi mà cũng không sao, nó dù sao thì nó cũng cho mình cái hiệu ứng ấy. Nhưng mà tùy theo cái độ may mắn thôi. Ok, cảm ơn. Như vậy trong ngày hôm nay thì mình đã đi mai và tìm được 5 viên kim cương cũng như là một ít khoáng sản ngay. Và ở những tập sau thì các bạn muốn mình xây gì hay chế tạo những công thức gì mới thì đừng quên comment ở phía dưới nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những tập tiếp theo. Bye bye.